Xin chào quý anh chị. Thì có rất nhiều anh chị trong thời gian khoảng một tuần trở lại đây thì hỏi Tâm rất nhiều về thông tin thị trường nhân trạch, đặc biệt là hút xây dựng Hà Nội và các dự án lân cận. Thì như anh chị đã biết, Tâm mới cập nhật anh chị khoảng tầm 11 ngày trước đây, anh chị có clip đây. Nhưng mà khi thị trường biến động tăng giá mạnh hoặc là giảm giá mạnh, hoặc là có nhiều anh chị mà quan tâm ký gửi hoặc là hỏi mua, thì Tâm sẽ làm clip dài hơn. Và đúng như tiêu đề anh chị thấy thì hiện tại thì tình hình thị trường ở khu vực Nhân Trạch thì khá là ảm đạm, và hầu hết các thị trường chung ở các khu vực khác, ở các tỉnh khác thì còn có những cái sự biến động về giá còn nặng hơn và giảm sâu hơn. Nếu mà anh chị nhìn ở trên hoặc là nghe qua thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng thì anh chị sẽ không cảm nhận hết được cái mức độ đang giảm giá của thị trường, và anh chị nói là sẽ không có sản phẩm mà giảm giá đâu mà mua, chỉ là thông tin thôi. Thì báo chí thực ra là nhiều phóng viên người ta cũng chưa cập nhật sát thị trường anh chị. Nếu anh chị mà cập nhật sát thì anh chị hỏi môi giới, nhưng mà phải đúng môi giới anh chị. Khảo sát qua vài môi giới thì anh chị mới nắm được. Chứ thực ra môi giới thì một số khu vực theo như Tâm biết thì môi giới cũng cố tình gọi là diễn giải cái thị trường nó không đúng với thực tế, mặc dù thị trường ở đó gần như là mất thanh khoản. Thì thị trường hiện bất động sản hiện tại thì tất cả các khu vực, phần lớn anh chị, trừ khu vực trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì theo cá nhân Tâm cập nhật và Tâm theo dõi thì nó không có biến động giá nhiều. Là ví dụ như các khu vực, các quận của thành phố Hồ Chí Minh nhé, thì gần như là nó không có nhiều, nhưng mà cái mức độ thanh khoản của nó cũng đã giảm đáng kể và gần như là rất ít giao dịch, đặc biệt sản phẩm có giá trị cao. Còn như ở vùng ven thì giá thì đã hạ nhưng mà thanh khoản cũng kém. Thì nay Tâm cập nhật anh chị là khu vực dự án hút xây dựng Hà Nội Thành Hưng Ecosun DTA Sunflower, khu vực xã Phước An, Long Thọ, huyện Nhân Trạch. Cụ thể thì giá của khu vực này chỉ trong khoảng một tuần nay là nó giảm đáng kể anh chị, mức giảm rất là nhiều, mà có thể gây khá sốc so với cho khách hàng, nhà đầu tư và cả môi giới luôn anh chị. Thì cái lượng môi giới hoạt động ở khu vực thì cũng đã giảm, mà đó là một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản và thị trường của khu vực này nó đã chậm lại. Cụ thể là các dự án chỉ trong 7 đến 10 ngày mà mức giảm có thể lên tới 10% anh chị, mức giảm thêm đấy anh chị. Đây là bản đồ tổng quan, sơ đồ tổng quan của các dự án. Nhưng chị, đây là dự án HUD, thì bây giờ những sản phẩm nhà phố thì chỉ loanh quanh độ 1 tỷ thôi anh chị, mức giảm rất là đáng kể. Nếu mà thời điểm sốt nhất thì nó là khoảng 1 tỷ 3 anh chị, đối với nền 90 100 m, đường đường nhỏ nhất là đường 12 m, thì bây giờ nó chỉ loanh quanh 1 tỷ, tỷ hơn tí, nhưng mà thanh khoản là gần như là không có khách mua nha anh chị. Tức là rao bán, chủ đã rao bán hạ giá từ 1 tỷ 3 xuống tỷ 2, và cho đến khoảng một tuần trở lại đây thì tỷ 1 và 1 tỷ hơn tí mà cũng không bán được. Khu vực nhà phố của dự án xây dựng Hà Nội, những cái vị trí mà ở phía trên mà gần cái chung cư NT2, chung cư dầu khí anh chị, phía dưới này thì vì mức giảm rất là nhiều rồi thì nó cũng chỉ loanh quanh 1 tỷ một nền, khoảng loanh quanh 100 m, và vẫn chưa giao dịch được nha anh chị. Còn khu vực chung cư dầu khí thì những nền nhà phố loanh quanh 100 m, thời điểm sốt thì nó lên tới 1 tỷ rưỡi anh chị, phía trên này.
Và hiện tại thì nó chỉ còn hơn 1 tỷ mốt thôi mà vẫn chưa bán được nha anh chị. Cái này thực sự là nó gây rất là ảnh hưởng tới cái tâm lý chung của các nhà đầu tư. Thì khi thấy các sản phẩm mà các bạn môi giới đang bán thì thực ra các bạn môi giới cũng rất là buồn, và rất là gọi là chia sẻ của mấy anh em môi giới thì cảm thấy rất là sốc với cái mức độ giảm giá. Thì nguyên nhân tại sao thì chắc anh chị cũng biết, bởi vì có những đợt tăng nóng mà cái sản phẩm thì nó giá trị sử dụng là nó xây được nhà ở nhưng mà tiện ích xung quanh thì chưa nhiều, và mật độ dân cư của khu vực thì chỉ có khoảng mấy chục căn so với cái tổng lượng nền, anh chị biết là nó lên tới 5-6 ngàn nền khu vực này thôi, chưa tính kể các khu vực này, thì anh chị biết là nó mật độ dân cư thì nó cũng thấp. Nhưng mà cái chính ở đây chính là cái sự đi xuống chung của thị trường dẫn đến tâm lý của thị trường, và có thể là sâu trong mối nhà đầu tư là họ đang có những cái quyết định hoặc là những cái nhu cầu về tiền, tiền mặt. Thì anh chị biết hầu như không chỉ riêng thị trường này đâu, ở đây thì Tâm làm chuyên khu vực này nên Tâm cập nhật cho anh chị, chứ các khu vực khác thì người ta còn mức giảm còn lớn hơn rất là nhiều. Một số anh chị mà ở các cái khu vực vùng ven ấy, thì gần như là hạ giá cũng không có thanh khoản nữa anh chị. Những cái vùng mà đất cây lâu năm, đất nông nghiệp ấy, gần như không có thanh khoản kể cả anh chị giảm 30-40%. Như có một cái chia sẻ mà của một cái anh ở trên mạng xã hội ở về Facebook anh chị, là cái khu vực mà của Vingroup mà ở ngoài Hưng Yên Hà Nội anh chị, khu vực đó thì nó là Vinhome, Tâm nhớ là Ocean Park hay là gì đó, thì mấy anh chị ấy thông báo là cái mức giá giảm so với cái giá rao lúc định là tới 30% rồi anh chị, mà còn thanh khoản không được. Thì anh chị biết là đó là những căn nhà phố mà có thể ở được đó nhỉ. Nên nhu cầu bây giờ thực tế ở thị trường là nhu cầu ở, nếu mà ở được, khai thác giá trị sử dụng được, cho thuê được, xung quanh mà mật độ dân cư cao thì mức giảm sẽ gần như là mức giảm rất nhỏ hoặc là đi ngang. Như khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Tâm thấy gần như không có mức giảm đối với các loại nhà phố đất nền mà gần với mật độ dân cư nó dày. Chỉ có duy nhất một vị trí giảm là ở khu vực Long Phước. Long Phước là quận 9, bên này của Aqua City, của Novaland anh chị. Tức là bên này này, bên này sông Đồng Nai này. Thì cái đất nền, thì khu vực đó thì gần như là đất trống, đất sình rất là nhiều. Và những cái dự án đất nền phân lô thì có giảm nhẹ. Thì mức giảm nó khoảng tầm 10% anh chị. 7-10%, 7%. Đó, khoảng 2 tỷ thì xuống khoảng 1 tỷ 8. Còn những khu vực khác, trở về vùng lõi khu vực đông dân thì như ở quận 9, Thủ Đức, quận 2 thì gần như là chưa giảm nha anh chị, nhưng mà thanh khoản thì rất là thấp. Còn đi xa hơn các vùng ven thì anh chị đều biết, nếu mà anh chị là đi khảo sát hoặc là anh chị làm môi giới khu vực nào thì anh chị cũng đều biết rồi, gần như là cái lượng khách bán ra thì là rất là đông. Như khu vực Tâm hút xây dựng Hà Nội khoảng 10 ngày qua thì kể từ khi Tâm làm cái clip trước cập nhật tình hình giá thì rất nhiều anh chị đã gửi sản phẩm, nhưng lượng khách mua thì nhỏ giọt lắm anh chị, chỉ 1-2 người hỏi thôi. Đó là cái ta thấy cái tình hình thị trường và cái nhu cầu hiện tại của các nhà đầu tư, đó chính là rút tiền về và tâm lý bán bằng mọi giá đã xuất hiện. Cụ thể ở dự án xây dựng Hà Nội đã có những cái nền mà chỉ trong khoảng 1 tháng trước nó đang là giao dịch, đang rao bán là 1 tỷ 4, nhưng mà chỉ trong vòng 2 tuần thì nó xuống 1 tỷ 3, và cho đến thời điểm tức là có thể giảm theo ngày luôn nha anh chị, có đúng luôn là cách đây khoảng 1 tuần thì là 1.25 tỷ rồi xuống 1.2 tỷ, và cách đây 1 ngày tức là mới hôm trước là 1.2 tỷ, nhưng mà hôm qua là quyết định hạ giá xuống hơn 1.1 tỷ thôi. Anh chị thấy một nền không lối phong thủy, không có gì nha anh chị, nhưng vẫn không bán được. Đó mới là cái vấn đề, là cái chết của thị trường, và cũng là cái chết cho anh em môi giới luôn. Thì rất lượng môi giới còn lại thì phải những anh em là còn bám lại thì sẽ làm, vẫn sẽ làm, nhưng mà cái sản phẩm dù hạ giá mà không giao dịch được
thì đó cũng là một cái khó cho cả nhà đầu tư và lẫn môi giới luôn. Thì nếu mà thời điểm này mà những cái sản phẩm mà đã hạ giá đến mức đó, là anh chị biết cái mức giá nếu mà như vậy là khoảng 20-25% anh chị, 20%, thì anh chị hỏi Tâm có mua được không. Thì đây là một câu hỏi khó, nhưng nếu anh chị mà trường vốn, dài vốn với cái sản phẩm ở khu vực này thì anh chị kiên nhẫn đợi thêm một ít thời gian nữa thì anh chị vào, và anh chị nắm giữ dài hạn thì nó có giảm thêm 10-20% nữa thì anh chị cũng không quan tâm, bởi vì anh chị cầm sổ mà, dự án này là dự án cầm sổ. Còn những dự án mà ở khu vực trung tâm huyện, mà những cái dự án một là sổ công ty này, sổ công ty nó còn đỡ, hay là hợp đồng, thì anh chị gần như là bế tắc. Hợp đồng mà nó đã giảm giá là nó giảm rất là kinh khủng anh chị. Cụ thể Tâm nói luôn, nói là phải có những cái ví dụ anh chị. Khu vực dự án Đệ Tam DTA anh chị biết, đây là một dự án rất rẻ. Tâm cũng từng khuyến khích nhiều anh chị, nếu mà mua ở thì anh chị chọn những cái sản phẩm này và đóng tiền xây nhà thì nó rất là rẻ. Này, hợp đồng mua bán nhà nha anh chị, Đệ Tam nhé, phía ngoài là Thăng Long Riêu thì có sổ. À, cái dự án bên ngoài của Thăng Long Hom Hiệp Phước là nó có sổ, thì cái mức giảm giá của nó không nhiều nha anh chị. Nếu mà tính ra thì bây giờ thì nó loanh quanh 1.85 tỷ, 1.9 tỷ một căn nhà, thì mức giảm nó cũng chỉ khoảng 10% thôi, so với cái mức giảm bên ngoài này 20% thì nó rất là chấp nhận được, bởi vì cái lượng dân cư của nó phủ rất là nhiều, nhưng mà xung quanh này thì vẫn còn khá là trống vắng. Nó chủ yếu của khu vực này động lực có cái khu vực tái định cư này, nó sẽ hy vọng là dân phủ nhanh. Còn cái dự án Đệ Tam hợp đồng nhà thì anh chị mà xem những cái clip của Tâm năm trước thì nó sẽ có rất là chi tiết. Đây là nền 100m² hợp đồng, tức là anh chị sẽ mua nhà thời điểm đó, mua đất, nhưng mà là hợp đồng tương lai, hợp đồng xây dựng nhà tương lai, và anh chị sẽ phải xây nhà ngay. Thì hợp đồng đất là giá trị lúc đó cao điểm, thời điểm tốt nhất thì nó khoảng 850 triệu đến 900 triệu một nền 100m đất hợp đồng, và anh chị phải đóng thời điểm rẻ nhất là 550 một căn nhà xây 40m nhân 2 là 81m sử dụng, một trệt một lầu. Còn sân vườn là 60m thì anh chị phải đóng tiền ngay theo tiến độ nhà và đóng tiền ngay. Thì thời điểm cao điểm thì cái nhà nó có giá 600 triệu. Tức là anh chị cộng vào nhà và đất thì nó khoảng 1.450 tỷ đến 1.550 tỷ. Nhưng mà bây giờ anh chị biết thị trường trầm lắng, thị trường đi xuống, ít khách quan tâm, và nếu quan tâm thì họ cũng sẽ chỉ quan tâm đến đất sổ đỏ là chính anh chị. Đó mới là cái sự thảm khốc của cái loại đất hợp đồng. Rất nhiều ở khu vực khác thì Tâm nghĩ cũng tương tự thôi. Thì cụ thể khu vực này bây giờ giá đất hợp đồng 100m² nó chỉ còn loanh quanh hơn 600, 650, 700. Tức là mức giảm, nếu mà anh chị xem lên thì mức giảm là tới 30-40%. 30%. Anh chị thấy nó khủng không? Cái này mình không bàn sâu về cái việc là những anh chị mà đã bán được đất ở giá 850-900 đất hợp đồng này mừng hay là cảm, tức là thoát khỏi bữa, khỏi gọi là bán đẩy được lô đất đi. Còn những anh chị mà mua lúc thời điểm đó là anh chị phải mua với giá cao thì nó khác, bởi vì cái thời điểm đó thị trường nó vậy rồi. Còn nhiều anh chị mà mua cái đất hợp đồng đó thì chủ yếu là mua phải xây nhà, mà anh chị phải đóng tiền nhà luôn, thì anh chị mua ở thì cái nhu cầu tương lai sau này nó cấp sổ hồng nhà và đất thì cái giá trị của nó lên rất nhiều. Anh chị biết bên ngoài này nó tới 1.9 tỷ, 2 tỷ một căn, thì giờ nó cũng giảm nhẹ, nhưng mà so với khu vực này anh chị bỏ ra 1.4 tỷ thì nó hợp lý hơn, đúng không? Tất nhiên là sổ thì anh chị đợi thôi, nhưng mà anh chị mua ở thì anh chị không có cái gì phải lăn tăn cả, và tương lai theo thời gian thì chắc chắn giá trị của những cái vị trí này nó sẽ tăng khá là nhiều, và tăng tốt hơn cái mặt sổ bên này là chắc chắn rồi. Nên nhiều anh chị mà đã mua đất và xây thì anh chị cũng cứ yên tâm. Còn nếu anh chị mà có nhu cầu bây giờ mua mà để ở mà không phải là
quá lo lắng lắm về vấn đề sổ sách, thì anh chị mua khu vực này với cái giá 650 một nền 100 m cộng tiền nhà 600 thì anh chị chỉ mất tỷ 2 50 là anh chị có căn nhà ở một trệt một lầu, diện tích sàn 81 m. Đó là Tâm cập nhật qua cái nhà phố. Khu vực EcoSun này thì nhà phố nó từ 85 90 m là chủ yếu anh chị, thì gần như là bế tắc hoàn toàn. Đây là khu vực mà lượng khách của Tâm mà mua thì gần như là chỉ có một hai khách thôi, tức là cái thời điểm rẻ mà thời điểm khoảng 700 triệu một nền thì có một vài anh chị mua, thì đến giờ thì có một người bán còn một người thì chưa bán. Thì khu vực này tại vì số lượng nền nó cũng ít và Tâm thấy cái vị trí của nó cũng gọi là tổng quan thì vị trí ổn, nhưng mà hiện tại thì nếu anh chị đi vào thì anh chị thấy nó sẽ khá là sâu, và khu vực này hiện tại thì gần như là không có thanh khoản luôn. 85 90 m 1 tỷ là gần như không bán được, bởi vì bên Hút này cạnh đường lớn như Huỳnh Thúc Kháng hay bên Xây dựng Hà Nội có nhà ở lác đác và có gần đường trục Nguyễn Văn Cừ đường lớn như thế này thì nó cũng chỉ loanh quanh 1 tỷ hơn tí, thì để mua trong này thì cực kỳ khó, không có một cái nhà nào. Hiện tại EcoSun bên Phúc Khang làm chủ đầu tư cũ là gần như không có cái nhà nào ở hết anh chị. Còn là Sunflower thì không nói rồi, ngay cả những thời điểm thị trường tốt nhất thì nó cũng không có giao dịch gì mấy, và nó đang hợp đồng của nó thì đang có sự khó dễ từ chủ đầu tư nữa, nó đất là hợp đồng nữa, thì cái này thì giá nó vốn dĩ rẻ rồi, trăm mấy 200-300 m² thì nó cũng chỉ là 600-700 thời điểm sốt, thì bây giờ thì gần như là không có giao dịch nên mình cũng không thể nắm được giá, nhưng mà giá của nó thì chắc chắn là rất là thê thảm rồi. Anh chị nhìn DTA anh chị biết này là nhà rất là nhiều rồi, đang xây anh chị vào anh chị thấy là nhà đang xây hợp đồng nhưng mà nhà rất là nhiều. Còn những cái vị trí nhà liên kế, nhà vườn anh chị thấy LK này, Tâm đi đây đây ví dụ Hút đây, nhà liên kế NV nhà vườn, thì nhà liên kế là liên kề anh chị, nó với lại dạng song lập, nhà song lập cái giá của nó hạ cũng rất là nhiều, thời điểm sốt 140-150 m thì nó có thể lên tới 1 tỷ 9 anh chị, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó chỉ loanh quanh 1 tỷ 6 và vẫn khó giao dịch. Thực sự thị trường chung mà nó đã giảm và cái tâm lý giảm rồi thì cái lượng khách mua là ít nữa thì cái giá của nó sẽ tụt dốc không phanh, nhưng mà cái mức tụt dốc trong khoảng 10 ngày qua thì thực sự là rất là khủng khiếp. Tâm thấy nó giảm theo ngày luôn anh chị. Có nhiều anh chị hỏi Tâm những cái thị trường như thế này thì em đừng có cập nhật lên làm gì, có có bảo đừng có cập nhật lên làm gì hay đừng có thông tin lên làm gì, thì Tâm nói là kể cả khách nhu cầu ký gửi hay khách đầu tư hay là khách mua vào thì Tâm đều cập nhật thị trường một cách trung thực và chuẩn xác đúng từng thời điểm, thì anh chị cứ nghe và cứ cập nhật. Còn thị trường thì nó diễn biến thế nào thì Tâm sẽ cập nhật lại cho anh chị như thế. Cái việc cập nhật là sẽ mang lại thông tin cho cả bên mua và bên bán có được cái giá hợp lý nhất để tránh phải mua với cái giá không hợp lý, hoặc là tránh những cái việc mà bán giá quá rẻ. Đó chính là cái thị trường và cái cập nhật mà Tâm muốn gửi cho anh chị. Còn các cái loại là nhà vườn thì bây giờ là cách đây thời điểm 10 ngày clip trước Tâm cập nhật cho anh chị quanh cái giá bán 9 triệu rưỡi 10 triệu thì cũng không bán được. Tất nhiên là anh chị bây giờ anh chị sẽ thấy nó bất cập ngay thôi. Bây giờ nhà phố mà anh chị thấy loanh quanh 100 mét trên dưới thì nó chỉ loanh quanh hơn tỷ, tức là nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 10 đến 11 triệu, mà nhà vườn nó loanh quanh 9 triệu rưỡi 10 triệu với diện tích gấp 3 lần thì anh chị sẽ biết nhà vườn chắc chắn thời gian tới sẽ giảm. Tâm nghĩ mức giá nó rút về trong khoảng tầm 8 triệu đến 8 triệu rưỡi 9 triệu là mức giảm trong 2-3 tháng tới. Cái đó là sự cân bằng giá giữa nhà phố với nhà vườn anh chị, với diện tích lớn như vậy
không thể mức giá của hai cái nó bằng nhau được. Cái điều đáng lo nhất mà theo Tâm đó là cái việc giảm giá là đã xảy ra rồi, tức là những cái yếu tố chung, yếu tố xấu về kinh tế, về chính trị, về việc tăng lãi suất, về việc siết chặt các cái sản phẩm tài chính như là trái phiếu hay là các cái dự án đất công, bây giờ là mở rộng thanh tra, thì anh chị biết là nó sẽ với các chủ đầu tư thì không hoàn thiện được cái thủ tục cho ra sản phẩm mới, thì cái thị trường sắp tới thì gần như là anh chị đều đoán được đó là rất trầm lắng, và chắc chắn nó có thể thậm chí là đi vào gọi là giảm tốc và đóng băng. Riêng về thời điểm này là anh chị thấy mới chỉ có khoảng 2-3 tháng biến động mạnh trên thị trường kinh tế thì các thị trường khác đều chao đảo cả anh chị. Và bây giờ bất động sản thì nó có thể trễ hơn, nhưng mà hiện tại thì nó đã bắt đầu rồi. Khoảng độ một tháng nay thì anh chị thấy là nó bắt đầu giảm rất là thê thảm. Và đáng lo nhất là cái việc mà Tâm muốn nói đó là cái việc giá giảm như thế này nhưng mà lại rất ít khách hàng đi mua, cái đó mới là đáng lo. Chỉ có một số anh chị gọi là tiền mặt, mà thực sự tiền mặt thì bây giờ đi vay mua thì gần như không có rồi. Gần như không có, Tâm chắc chắn. Nếu mà những người vay mua thì họ sẽ đợi thêm khoảng 6 tháng nữa, 3 đến 6 tháng nữa, tức là quan sát xem thị trường nó biến động như thế nào thì họ mới bắt đầu mua vào hoặc là vay mua. Bởi vì vay mua thì nó thời điểm này lãi suất rất cao anh chị, 14-15%. 14-15% là gọi là mức thị trường và anh chị còn khó tiếp cận chứ không phải là dễ dàng gì. Và cái điều không có cầu là nó sẽ làm cho cái thị trường và cái giá bán sẽ tiếp tục giảm nữa, sẽ tiếp tục tụt dốc. Thời điểm này môi giới nhìn đã, nếu anh chị xem clip trước Tâm khoảng một tháng thì Tâm nói là cái thời điểm môi giới mà nghỉ việc và môi giới mà bỏ cái khu vực này, một vài người còn chuyển sang nghề khác đó, cái đó cũng là một cái yếu tố sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình hình giao dịch của thị trường. Nếu anh chị mà muốn cập nhật hơn thì Tâm nghĩ là anh chị nên xách xe và đi cập nhật. Riêng cái khu vực nào anh chị quan tâm thì anh chị nên đi tới và tìm hiểu, thì anh chị sẽ cập nhật chính xác nhất. Và theo Tâm thì gần như tất cả các khu vực vùng ven thì đều đã giảm giá, đã và đang giảm giá. Các loại đất mà nông nghiệp, cây lâu năm thì gần như là giảm, mức giảm khá lớn và không có thanh khoản. Anh chị có thể đi ra các vùng ven như là Cẩm Mỹ này, đi xa hơn như là khu vực trên Đắk Nông, Đắk Lắk. Nếu mà anh chị mua các loại đất nông nghiệp mà diện tích nhỏ, Tâm chỉ nói các loại diện tích nhỏ mà loại các cái cá nhân hoặc các công ty mà phân lô đất nông nghiệp ra bán với diện tích nhỏ, thì những loại đó, những sản phẩm đó gần như đã được lấy hết cái giá trị cho những cái người mà chủ đầu tư bán ra rồi. Còn anh chị ôm vào thì ôm giá trên trời với giá 700-800 triệu một sào ở các khu vực đó, thì bây giờ chỉ có bế tắc thôi. Ví dụ ngay cả những cái khu vực như là Bảo Lâm, Bảo Lộc thì cũng có vài khách của Tâm thì cũng rao bán với những cái sản phẩm đã chiết khấu giảm giá nhưng mà vẫn không bán được. Còn các cái khu vực trung tâm thì hiện tại thì Tâm thấy nó đang ổn định giá, đi ngang nhưng mà thanh khoản kém. Tâm sẽ cập nhật tiếp cái thông tin thị trường hút xây dựng Hà Nội, bởi vì Tâm nghĩ trong thời gian tới thì sẽ có nhiều biến động và gần như chắc chắn là giá bán sẽ tiếp tục giảm anh chị. Cái này là một chia sẻ gọi là rất là khó khăn, khó nói, nhưng mà phải công nhận
và phải thực tế rằng thị trường đang quá khó khăn, và những cái vị trí đất mà ở, tức là cái tiện ích sống chưa nhiều, thì sẽ tiếp tục giảm. Còn nếu mà anh chị mua thì Tâm nói anh chị dài hạn, anh chị mua ở khu vực này vẫn còn rất rẻ. Nếu mà nhìn ở tầm nhìn dài hạn, Tâm đang nói ở cái việc là giá giảm, tức là giá thị trường giảm, còn giá trị trong tương lai thì Tâm nghĩ khu vực này vẫn còn khá là mềm. Với cái mức giá loanh quanh 10 triệu, 9-10 triệu, 11 triệu một mét vuông đất thổ cư, đường nhựa 12 mét, cách Sài Gòn khoảng 25 cây số, hạ tầng đường xá bài bản, sổ sách rõ ràng, là một trong gọi là dự án gọi là đầu tiên và hiếm hoi ở Nhân Trạch mà có sổ dự án 1/500 mà có sổ riêng từng nền nha anh chị. Anh chị nhìn xung quanh chỉ có Hút Xây Dựng Hà Nội là có thôi, còn các cái dự án khác là sổ công ty hoặc là hợp đồng, và hợp đồng anh chị phải xây nhà. Nên cái dự án này theo Tâm đánh giá trong tương lai rất là rẻ. Nếu anh chị mà mua và anh chị trong bối cảnh mà anh chị cầm tiền thì cái áp lực lạm phát mất giá đồng tiền thì rất là cao, trong thời điểm hiện tại là rất là cao, và chắc chắn sắp tới thì cái việc mất giá và mất giá đồng tiền Việt Nam đồng thì nó sẽ tiếp tục. Và cái lãi suất ngân hàng thì sẽ tiếp tục tăng. Nhưng mà anh chị nếu mà muốn cất trữ vào đất và sợ những rủi ro khi anh chị gửi tiết kiệm hay là cầm tiền mặt, thì anh chị cũng có thể bỏ vào đất với những dự án pháp lý hoàn chỉnh, và anh chị chấp nhận những cái khoảng thời gian xấu trong khoảng biến động 10-20% giá bán. Nhưng mà anh chị cầm sổ đỏ, anh chị rất là yên tâm, và chỉ trong khoảng tâm nghĩ vài năm tới thì cái thị trường những cái khu vực giá rẻ như thế này thì nó sẽ có cái lực đẩy và tốc độ đẩy giá rất là cao, bởi vì Nhân Trạch còn rất là nhiều công trình giao thông đã khởi công và sắp triển khai trong tương lai. Và Tâm đánh giá thì nếu anh chị mua thì vẫn mua được, không vay. Trong bối cảnh một năm tới thì anh chị không nên vay ở khu vực này. Còn nếu mà thị trường giảm sâu nữa thì anh chị vay mua mà gồng được, có nguồn tiền từ kinh doanh thì anh chị cứ mua. Khu vực này vẫn rất tiềm năng và vẫn rất rẻ. Theo cá nhân Tâm thì vẫn rất là rẻ. Còn giá thị trường thì nó sẽ biến động theo thị trường và theo cái nhu cầu của anh chị. Khi giá thị trường bây giờ nó đang giảm và chắc chắn nó sẽ giảm nữa, gần như chắc chắn nó sẽ giảm nữa, nhưng mà nó sẽ biến động rồi lại lên anh chị. Thôi, Tâm cập nhật clip này cũng khá dài. Cảm ơn anh chị theo dõi. Hy vọng anh chị đăng ký và bấm nút like giúp Tâm. Trong vài ngày tới hoặc có thể là tuần tới, thị trường biến động mà mức độ cao thì Tâm sẽ tiếp tục cập nhật cho anh chị. Xin cảm ơn.